Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ cùng lãnh đạo Ban Dân vận huyện ủy dự đến trao tặng quà cho cán bộ nhân viên trung tâm y tế huyện. Tại nơi đến, đại diện đoàn ân cần thăm hỏi, biểu dương tinh thần thực hiện nhiệm vụ của cán bộ nhân viên y tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và mong muốn cán bộ nhân viên trung tâm y tế huyện vượt qua khó khăn, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, bảo vệ sức khỏe cho người dân. Dịp này, Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ trao tặng 2.000 hộp dịch, 500 kg gạo, khẩu trang, dụng cụ y tế, nước suối và mì gói cho cán bộ nhân viên y tế trung tâm huyện với tổng trị giá gần 45 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa.